I love you. Now you set my soul on fire. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi lại nhưng mà luật sư, một nhân vật rất là khỏe. Và mình cảm giác như chơi nhân vật này mình không hề sợ bất kỳ những cái nhân vật hunter kiểu nguy hiểm như là Bonbon, Galati. Tụi nó cam ghế rất là khỏe đúng không? Nhưng mà mình không thể ngán, không thể ngán luôn. Mực nữa, trời ơi. Những chiếc vòi mình tạo ra nó dơ, mà sao người ta tạo ra nó sạch sẽ gì đâu. Cảm giác vòi nào vòi đấy rất là áp lực. Dù gì thì dù nhưng mình vẫn ưu tiên đi sửa máy. Hôm nay là ngày 29 rồi. Ủa 29 là mùng mấy dương vậy? Nghĩ tới cái cảnh chuẩn bị Tết, mấy ngày nay thật sự rất là bận. Thật sự bận bận cực kỳ luôn. Tưởng tượng đi mọi người, 31 là đêm giao thừa. Vậy là hết ngày mai nữa thôi. Wow. Rồi xong, mất dấu luôn. Ủa cái tính ra là hết ngày mai là bắt đầu là chuẩn bị là đêm giao thừa rồi. Nhanh dữ. Đấy, chưa gì mọi người thấy không? Ăn cái Tết xong kiểu gì kiểu bạn nào mà thi năm nay lớp 9 hoặc là năm nay lớp 12 là chuẩn bị thi cử một đợt nữa rồi đó. Thi học kỳ xong còn phải thi thêm một đợt để mà next level, yeah, kiểu vậy. Nghĩ tới cái cảnh chỗ nhanh lắm. Ở đây thì luật sư không bị tẹt rô cho nên là mình sẽ cầm những 6 nha. Nói chung cái câu này của mình nói cũng rất là nhiều clip khi mình chơi nhân vật này rồi. Nhưng mà đối với mình thì mình rất ít gặp rất ít người chơi luật sư. Chủ yếu là những cái nhân vật mà khỏe, cơ động hoặc là stun là nhiều. Chứ luật sư mình thấy khi mà mình đi random với bất kỳ ai mình cũng thấy không thấy được nhiều người chơi lắm. Dạo gần đây thì mọi người biết rồi, xếp team trong kiểu vô vọng. Binh thì lúc nào cũng cam cam này nè. Cảm giác nó làm sao ấy. Cái thứ hai điện thoại của mình, thằng em mình nó bảo là sao không đi thay thử cái chống chảy mà xám xám đi, để mà nó đỡ có vân tay. Thứ hai là nhìn nó cũng đẹp, nó sang. Rồi tôi cũng nghe. Tôi đi chợ xong bắt đầu tôi vô cái điện thoại thay cái màn hình chờ mà nó nhám nhám, nó màu xám xám ấy. Mà công nhận là nó không có dấu vân tay giống như cái kính bình thường thiệt. Má, nó soi đúng người ghê. Nhánh soi mất dạy thiệt. Nhưng mà khi mà mình dùng cái này xong, mình chơi game, nhất là chơi Hunter, không thể nào mình soi cam cái gì, dùng skill thứ được. Nó làm sao ấy. Nó không có mượt bằng những cái kính thông thường. Quạo gần chết luôn nó thiệt. Ok, cứu 51 luôn nè. Ủa? Ủa Trang làm gì vậy? Trời ơi, bỏ ghế xong về tay le lại, có khùng không? Có điên không? Chết chào rồi, quên rồi. Trời ơi, quên Bách Đức Hoa. Trời ơi, quên mất. Sorry. Trời ơi, bà mỹ nhân bà núp. Quên. Có ai khùng điên như tôi không? Xịt Đức Hoa ra nhưng mà quên Bách. Trời ơi, còn leo qua ván các thứ nữa. Khổ ghê á. Ở đây thì chúng ta sẽ có tối đa tham độ tải sửa máy cho nên là nhanh lắm. Thả sổng ra nó sửa máy gớm xỉu luôn. Mù xong người tù nhân. Tù nhân thì nói chung là máy của ổng sửa khá là lâu bởi vì cái thời gian chủ yếu là mình đi truyền hết rồi. Nhất là truyền cho những cái người mà đi giải cứu ấy, đi thuê tiền đạo các thứ. Mấy đứa giải cứu thường thường tụi nó giải mã rất là chậm, mà tù nhân truyền cho tụi nó thì máy tụi nó rất là nhanh. Đấy, cứ ngộ nghĩnh này. Rồi cứu tiếp nè, cứu tiếp. Mà mất người này má. Ôi đi, ngơ ngác, con này vàng ngơ ngác. Sát vô, đúng rồi. Tôi cười sáng thêm khỏi ngủ.
nay dọn nhà xong rồi vẫn còn một cái bộ bàn ăn nữa. Thiệt. Sau này mà gì ví dụ như được tân trang nhà cửa của bản thân, chắc là mình cũng không có bao giờ mình sắm mấy cái bộ đồ nhiều rồng, nhiều phượng với lại nhiều hoa văn bài tích thứ rồi đó. Trời ơi, dọn mệt thật sự, nhất là gỗ. Đặc biệt là gỗ nha. Nó hút hồn tôi. Trời ơi, anh định làm gì tôi? Rồi xong luôn. Ai 99 cứu ghế còn sợ gì đấy? Hùng điên. Chuông nữa, rung chuông chùa rồi. Chết rồi. Đây. Ok. Trời ơi. Nhìn cái ván này, đứa tránh nhảy buồn cười thế. À, có vẻ thoát được rồi đó. Trời ơi. Bữa nay nhà cửa hiện đại họ ít khi nào họ dùng mấy cái đồ mà kiểu gỗ lắm. Giàu thì dùng thì không nói, nhưng mà nói chung là ngày xưa thì mình thấy cá nhân mình ngày xưa nhà có tí gỗ trong nhà đẹp, bây giờ mình cảm thấy nó làm sao ấy, giống như kiểu đang ở trong rừng. Mặc dù là sẽ có người bảo là mày có tiền không mày mới mua, nhưng mà không có cũng không mua nha. Nghĩ tới cảnh lau ủi ui mệt quá trời mệt luôn á. Ai vô hồi muộn rồi con trai, to be continue. Ok, mọi người đừng chuyển kênh nhé, thì sẽ là trong trận đấu nữa cho mọi người cùng xem nha. Ngày xưa thì theo kiểu là quyền lực, kiểu bàn ghế mà có con rồng phượng vô rồi kỳ lân các thứ đẹp, công nhận. Ừ, cũng đẹp, mấy ông thợ mộc cũng giỏi. Tiếp, mới mua về nó mới cáu, đến khi mà mình sử dụng được khoảng 1 năm bắt đầu lôi ra lau. Eo ơi, mấy cái kẽ đồ nó. Hồi đấy nhà mình, bà, ông bà mình dài bộ sofa nhìn đúng sợ luôn. Khiếp. Lấy cái ngón tay mà tọc thọc vô mấy cái lỗ để mà chùi bụi ấy. Đến nỗi mà đỏ ửng ngón tay sưng luôn. Chùi không sạch thì cảm giác nó không được, mà lau xương thì cảm giác nó có lỗi. Nó bởi làm hết trách nhiệm. Dùng được khoảng 2-3 năm, cảm giác màu sơn BU bắt đầu nó bị mờ, là kêu thở tới bê hết bàn ghế ra xịt lại. Trời ơi, cái nói chung cái mùi sơn BU ấy, người không biết có độc không, nhưng mà nếu mà mình ngửi xương, ngửi mức độ nhẹ cảm giác nó cũng thơm. Nó ngộ ở chỗ đó. Thôi để cứu cho nè. Galati cứ để luật sư đi cứu là xịn sò luôn. Chấp 10 cái tượng luôn. Ủa thọc liền vậy. Ủa thần ai nên lo. Gắng lên bạn ơi. May bữa nay là đi team 3 đó, chứ nếu như mà đi solo toàn Nhật không, chán luôn, thật sự chán luôn á. Chơi hận thì tụi nó rất là mạnh, nhưng mà sao mình chơi bên phe mình rầu rĩ thật sự luôn á. Cảm giác nó là tụt hứng. Bữa nay bên Liên Quân cũng mở ra cái chế độ mới đấu trường siêu cấp cái gì hay lắm. Cầm Natalia bắt đầu đi bắn tùm lum la. Trời ơi, cảm giác như bá chủ cái đường nó luôn. Khỏe, thật sự nhỏ nó khỏe. Mọi người có chơi Liên Quân thì qua bên nó tải mà chơi. Mà tối hôm qua, đêm hôm qua khoảng 12 giờ đêm á, con khốn Facebook á, nó thả nick của mình ra rồi. Được like, được comment các thứ rồi. Trời ơi. Hiện tại thì vẫn chưa thấy con YouTube nó khóa nick của mình, tại vì mình hôm qua mình cũng đang nói xấu nó. À. Rồi sao không ai đi cứu ông Tin Chi vậy?
Để mình tàng hình chạy vô mình cứu. Tới rồi. Ok, vẫn cứu được nha, vẫn cứu được. Wow, Villa House. Ủa gì vậy? Thôi đuổi tôi cũng được. Để tiên tri sống đi. Trời ơi, hai nhạc nhân đôi niềm đau. Kia. Ui. Cái hiệu ứng của cái hộp nhạc này giống như kiểu bà Elsa bá đạp cái khu núi mà bắt đầu hiện lên một cái tòa lâu đài. Anh em khu đó có phải không? Rồi. Tiên tri chắc cũng sắp ra đi rồi đó. Cố lên. Ủa nó đuổi ai? Đuổi bà mù à? Rồi, xuất sắc luôn. Nhạc nhuộm các thứ. Tiên tri bay rồi. Trời ơi, cứu thế rồi mà nó tay le tới nó bắt luôn. Khổ ghê á. Thôi thu gom hành lý. Thu gom đồ chơi hành lý đi, chuẩn bị đi nổ máy thôi. Tội tiên tri quá, thương quá trời luôn á. Cái bản đồ mình dục ở bên đây rồi, để mình chạy ra mình lượm. Ủa nó dí bà mù. Thiệt chứ, cảm giác chơi tiên tri xong với lại chơi hương sư ấy, nó hụt hẫng làm sao ấy. Ui da, ui da. Hoài vậy. Su ghê. Nói chung thì cũng thích đập phá lắm. Nhưng mà giờ này toàn đập dơ thôi. Cánh đúng đẹp luôn. Nhưng mà tụi nó đi ngang qua mình mới đập ván. Còn đây thì mình hết bốc xuyên ván. Ớn thiệt. Rồi, trận đấu giờ mình mới thấy nó căng thẳng này mọi người. Thêm phạt chắc, thêm quả nhạc nữa. Ok, let it go. Ok, hay quá. 68. Rồi, cái bức. Cuối cùng thì cái bản đồ nó cũng thuộc về tôi rồi. Sau bao nhiêu lần thất lạc. Ê mọi người, bữa nay đi chợ bông chưa? Chỗ mình gần khu nhà mình ở ngoài thị xã ấy. Mở rồi. Đông, thật sự đông. Bữa nay dịch giã thứ đồ các bạn thấy không? Nhưng mà giờ chủ yếu là do ý thức của mình thôi. Kiểu như là đi ra ngoài thì nói chung là cũng phải mang khẩu trang. Trong túi áo hoặc là túi xách gì đó cũng phải có một cái chai thuốc nước xịt khuẩn để xoa lên tay đồ đó. Nói chung là vậy thôi chứ bây giờ không lẽ giờ ai cũng ở nhà rồi ai làm, ai đi làm. Ố, bà mù bà đi sớm thế. Như gần đến đây thì mình được nghỉ Tết sớm, 24 Tết này được nghỉ rồi nè. Thì đi học sớm. Mùng 7 Tết tôi đi học rồi mọi người, ăn Tết được đúng một tuần luôn. Có nghĩa là sang tuần sau mình ăn Tết xong là tuần sau tiếp là mình đi học luôn rồi đó. Trời ơi. Nghe đâu là cũng phải tiêm vaccine bao nhiêu mũi nữa, nhưng mà mình mới tiêm mũi 3. Thật sự cái mũi 3 nó là một cái mũi gọi là, hình như là mình tiêm cái mũi là mũi Mỹ thì phải. Nó bị nặng hơn mũi Trung Quốc. Mệt lử người luôn á, cảm giác không thể tưởng tượng nổi ngày hôm đó đâu. Bây giờ các bạn, cái chỗ tiêm của mình ngày hôm nọ nó bị giống như kiểu bị chai ấy, 3-4 ngày ấy, sờ nó cứ cứng ngay cái phần bắp tay. Nó về rồi. Làm sao đây ta? Tới nè. Tăng hình chạy đang đúng. Rồi, cứu, không biết luôn. Thôi đi nha.
Mình nghĩ là chắc cũng không có thể nào thoát được đâu. Hay là đi kiếm hầm ta. Thôi để đi nhảy hầm đi. Sợ quá là nhỡ nó kiểu nó tới nó chặn 4-5 cái tượng đấy chắc mình cũng xỉu. Nãy giờ nó có xài cái tượng nào đâu. Nhiều muốn ẻ trong quần luôn á. Tới rồi, để nhảy hầm. Dù gì cũng hòa nhưng mà cùng kênh vãi. Mình cứ tưởng là thắng được cơ nhưng mà không. Thôi đi nha, ngồi đó đi mà chơi đi má. Ok, vậy là mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui nha. Bye bye.